Xin chào các bạn đến với kênh Cưa Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 550, còn là xe đạp địa hình được sử dụng bộ chuyển động DOG và bánh là 26 inch, toàn bộ nước sơn là nguyên bản chính hãng, toàn bộ khung là khung nhôm, khung nhôm thương hiệu Merida, thương hiệu cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm. Challenger 550. Em về cái tông màu cà phê, tông màu cà phê trông rất là nhã nhặn. Phù hợp với các bác có tuổi đi, các bác phù hợp với những người có tuổi, có tuổi đi chiếc xe này để thể dục thì rất là đẹp. Màu cà phê, khung nhôm, toàn bộ là sơn là nguyên zin hết. Bánh 27. Bánh 26 inch à, sử dụng bộ chuyển số rất là cao cấp của dòng Shimano là DOG. Đùi đạp Shimano, đạp đĩa cũng là của Shimano DOG luôn. À, trên khung đây bọn em có cái tem đây là các bác khi mua xe giữ lại tem để bảo hành, bảo hành 1 năm trừ xăm lốp xích những thứ hao mòn. Tay bấm chuyển số cũng là của Shimano DOG, hai bên phanh đầu Shimano, thì tất cả những cái đồ đeo trên xe này nó cực kỳ là cao cấp, gọi là cấu hình, gọi là mắc cấu hình trong cái tầm giá rất là ngon. Mayer Lovatec, và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 64 đến 73, 74 chuẩn bị DOG. chín tầng ít và 3 tầng đĩa, xe có 27 khác nhau, chuẩn bị rất mượt mà. Và vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger 550, một toàn mẫu xe được sử dụng bộ group chuyển động Shimano DOG, đang được bán tại cửa hàng em với mức giá chỉ có là 7.900.000, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp thương hiệu tốt, cấu hình cao. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ở nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.